Xin chào, đây là The Bike Room Việt Nam. Hôm nay chúng ta sẽ phân tích về thực thể. Và giờ chúng ta sẽ đi vào phần giới thiệu nào. Mother là một thực thể độc hại sống trong lõi của Level 1.5. Thực thể này được báo cáo bởi người dùng Chaos Raider 98. Mother không được mô tả như một thực thể thông thường, tương tự như thực thể số 28, Denizens. Mother được cảm nhận như một lớp dày trong không khí và sự hiện diện của những cảm xúc bị ràng buộc vào không gian mà bà ta đang chiếm giữ. Dựa trên nhật ký thăm dò của anh ta, có vẻ như Mother đã bẫy các nạn nhân là những người xấu số đến level 1.5, sau đó xé xác và linh hồn của họ ra mà không có lý do. Người dùng Chaos Raider 98 tin rằng Lever, cụ thể hơn là cốt lõi của level 1.5, nơi mà tất cả linh hồn đã mất, được thu thập cho The Mother. Giọng nói của The Mother được miêu tả như tiếng cao kim loại trên bảng phấn. Quá trình tách cơ thể khỏi linh hồn của Mother dường như là vô cùng đau đớn, dựa trên những mô tả của người dùng Chaos Raider 98 về những gì anh ta đã phải chịu đựng trước khi anh ta tạm thời thoát khỏi thực thể này. Một khi các linh hồn bị tách rời, không thể chắc chắn rằng điều gì sẽ xảy ra hoặc làm thế nào mà họ sẽ trở thành những thực thể như thực thể số 28, Denizen, thực thể số 8, Hound, hoặc hòa nhập với các hành lang xác thịt để tạo nên địa hình và kiến trúc cốt lõi của level này. Ảnh hưởng của thực thể The Mother dường như đang gia tăng, mặc dù mức độ ảnh hưởng của nó là không chắc chắn. Các tài liệu lưu trữ trước đây đã bị nhiễm phần lớn, với nhiều đề cập về The Mother liên kết các nhà nghiên cứu trở lại level 1.5 nằm rải rác khắp các nhật ký và trang không liên quan, và các mô tả về The Mother bị xoắn lại để miêu tả bà theo một cách gợi cảm. Cuối cùng, chúng ta sẽ đến với phần cuối cùng của video, đó chính là những điều nên và không nên. Đầu tiên, các bạn hãy tránh xa những fake window hoặc cơ bản là đa số các cửa sổ mà bạn có thể tìm thấy trong The Bike Room. Những thứ này không cung cấp lối thoát nhưng có khả năng là cung cấp lối vào đến level 1.5 và sẽ đóng lại sau lưng bạn khi bạn đã đến được level 1.5. Tránh xa The Mother ra, bà ta không yêu bạn. Bà ta sẽ bẫy bạn trong cõi đau khổ của bà ta. Tất nhiên, như một lưu ý nhỏ nhỏ là đừng cố gắng tìm cách để đến được level 1.5, hoặc nếu các bạn đã đến được level 1.5 rồi thì tốt nhất là các bạn nên tìm cách thoát khỏi đó càng nhanh càng tốt, vì level 1.5 ẩn chứa cực kỳ nhiều các sinh vật kỳ lạ hoặc các thực thể có những đặc tính kỳ lạ mà chưa bao giờ được biết tới. Vậy nên hãy nhanh chóng ra khỏi đó nếu như bạn có thể. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Tạm biệt và chúc một ngày tốt lành.